Hôm nay là thứ bảy, mình sẽ tranh thủ đi giao rượu. Đây mình để quá trời loại rượu ở đây luôn. Và đây là cái hũ ngải đèn của mình. Bụi bám quá trời luôn, cả năm trời. Có nhiều người hỏi sao mình bán giá mắc quá. Thì á, một cái hũ rượu này khoảng tầm 3 lít. 3 lít rượu mà mình ngâm 2 ký mấy ngải. Nó rất là kẹo mọi người ơi. Bây giờ mở nắp ra nè. À, rất là thơm. Khi mua gì á, mọi người có thể pha ha. Có thể pha với thêm rượu vô để uống. Chứ này rất là đậm đặc. Rượu này mọi người có thể uống sau bữa ăn á, nó rất là tốt. Rất là tốt cho sức khỏe và đường tiêu hóa của mình. Ai cần thì ủng hộ mình nha. Mỗi phần rượu mình sẽ gấp thêm một ít củ để cho mọi người có thể ngâm thêm hoặc là lấy nước hay để dùng. Nó vẫn còn có hiệu quả ha. Đây. Số điện thoại mình để trên màn hình nha mọi người. Số lượng của mình cũng còn cũng khá ít nên mọi người có gì tranh thủ ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào mọi người.